Tôi là Châu Đỗ Vinh điều hợp chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay vào đầu tháng Tư, chúng tôi có mời được bác sĩ Trần Hùng Phong, MD, một người bạn thân quen lâu năm, cũng như là một người mà Đỗ Vinh rất là tin tưởng và quý mến. Hôm nay trong đề tài chúng ta thấy cũng nhiều chương trình từ các truyền thông dòng chính cho tới các truyền thông của người gốc Việt chúng ta đều đưa tin về coronavirus. À, tuy rằng đề tài này à, đang được bàn tán rất là nhiều nhưng mà cũng còn thiếu sót nhiều thông tin và có nhiều người cần cập nhật những thông tin mới nhất. Cho nên chúng tôi đã mời à, bác sĩ Trần Hồng Phong lên đây để à, lượt qua một số những à, điểm chính cũng như những à, thông tin mới nhất à, trong vấn đề đại dịch pandemic coronavirus. À, xin kính chào bác sĩ Phong. Dạ vâng, chào anh Joseph Đỗ Vinh và xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng. À, một ít tiểu sử về bác sĩ Phong à, đã tốt nghiệp trường à, y học năm 1990 bằng MD ở uh, University of Tennessee và đã hành nghề nhiều năm tại Quận Cam, Orange County và California chúng ta. À, chúng tôi mời bác sĩ Phong lên để à, nói một số việc trong đề tài Coronavirus thì trước tiên à, xin bác sĩ cho biết <laughs> nguồn gốc của bệnh dịch này nó từ đâu ra và so với những dịch trước đây thì nó có những phần khác như thế nào và giống như thế nào. Dạ vâng, cảm ơn anh Chu Sáp Đỗ Vinh và kính thưa quý khán thính giả rằng đó khi chúng ta nói về virus là siêu vi trùng phải không quý vị thì siêu vi trùng có rất là nhiều loại khác nhau. Nhưng đặc biệt khi chúng ta nói về siêu vi trùng mà có cái tên là coronavirus thưa kính thưa quý vị thì coronavirus đó thì hiện tại bây giờ có 7 loại tổng cộng mà đã biết được gây ra những cái bệnh trạng cho cái con người của chúng ta. À, 4 loại đó thì rất là bình thường, chỉ gây những cái common cold thôi kính thưa quý vị, nghĩa là chúng ta bị sổ mũi rồi hơi bị ho chút xíu thôi rồi xong rồi uh, vài ngày nó sẽ biến mất. Nhưng có ba loại cho tới ngày hôm nay kính thưa quý vị có thể nói rằng là gây uh, một cái ấn tượng rất là sâu xa đến cái nền y tế, uh, sức khỏe con người của chúng ta đó là thứ nhất là cái SARS mà quý vị nghe vào năm 2002 kính thưa quý vị uh, xuất phát từ cái con uh, động vật là Sivix Sivix uh, chúng ta có thể nói uh, uh, dịch ra tiếng Việt là con cầy hương đó kính thưa quý vị. Uh, những cái con virus COVID-1 từ cái con SARS cầy hương đưa đến con người của chúng ta là vào năm 2002 à, xảy ra ở cũng ở tàu luôn kính thưa quý vị ở Quảng Đông à, rồi sau đó 10 năm sau à, một cái loại virus nữa à, gây ra một cái một cái đại dịch cũng khá lớn cho ở cái phía vùng Trung Đông kính thưa quý vị gọi là MERS M E R S thì cái loại virus này cũng là coronavirus kính thưa quý vị à, vào năm 2012 thì người ta thấy rằng những con virus xuất phát từ những con lạc đà là những con camel sẽ kính thưa quý vị, rồi tới bây giờ là covid 19 xuất phát từ đâu kính thưa quý vị từ Wuhan à, thì đây là một cái loại virus mà người ta nghĩ rằng đó là xuất phát từ con dơi là tại vì 96% phần trăm những cái genetic materials uh, của con dơi nó giống y chang như là con covid 19 này kính thưa quý vị và từ con dơi đó mới chuyển sang là con pangolin pangolin có thể nói dịch ra tiếng việt của chúng ta là cái con uh, tê tê đó kính thưa vị hay là con uh, con trúc đó thì uh, từ những con động vật đó chuyển sang con người thì hiện tại bây giờ thì có thể nói nói, nói chung là uh, có thể nói rằng con coronavirus covid 19 là một con loại virus mà có thể nói rằng là gây ảnh hưởng khá nặng nề gây ra một cái đại dịch uh, mà có thể nói là rất là contagious rất là dễ dàng bị lây lý do là tại vì cái thời gian mà cần thiết để con virus này nó xuất hiện mà từ lúc nó xâm nhập vào cơ thể cho lúc mà người ta có triệu chứng đó cái thứ vị gọi là incubation period đó, là cái thời gian cần thiết để mà phát ra những cái triệu chứng đó nó kéo rất là dài từ 2 ngày cho tới 14 ngày. Vì vậy cho nên một người bình thường không thể nào biết được là có bị uh, con virus siêu vi trùng này hay không cho nên rất là dễ dàng lây sang người khác thưa quý vị. Vâng thưa bác sĩ Phong. Uh, chúng ta còn được biết rằng uh, cái uh, vi trùng này nó lây lan uh, qua không gian airborne và nó rất là contagious và có thể là từ 6 feet đến 27 feet nó vẫn còn tung ra trên cái từng những cái droplet những cái giọt nước đó thì bây giờ thường thường họ nói social distancing thì giữ khoảng cách 6 feet nhưng mà nếu mà nó lây hơn 6 feet đó, thì rất là khó tránh phải không và à. hiện nay thì các cơ quan chính quyền đang phân vân là có nên đề nghị cho các À, người như chúng ta khỏe mạnh hoặc là nghi rằng mình bị nhiễm đi không nữa cũng phải đeo khẩu trang thì bác sĩ có nghĩ như thế nào và nếu chúng ta cần khẩu trang thì bây giờ rất là khiếm khó hiếm mà có được thì bác sĩ có những cái đề nghị như thế nào dạ vâng cảm ơn anh Joseph sắp thưa quý vị rằng đó là khi chúng ta nói đến cái sự truyền lây của những con siêu vi trùng này đó thì những cái điều mà chúng ta nên biết chắc chắn và rõ ràng là như thế này là tại vì uh, tin tức thì rất là nhiều kính thưa quý vị mà nhiều khi tin tức gây ra những cái sự hoang mang khủng hoảng cho cho người dân của chúng ta thì cũng cảm ơn joseph ngày hôm nay đã uh, có ngỏ ý rằng là, là chúng tôi lên đây để mà chia sẻ cùng quý vị về những cái facts những cái sự thật mà cho tới ngày hôm nay người ta vẫn còn tìm hiểu về cái sự hoạt hoạt động uh, của con uh, siêu siêu vi trùng này như thế nào kính thưa quý vị thì nói chung đó là có ba cách để con siêu vi trùng này lây sang người khác cách thứ nhất kính thưa quý vị là khi một cái người bị nhiễm trùng siêu vi trùng kính thưa quý vị Con covid 19 thì khi mà họ nói chuyện bình thường thôi kính thưa quý vị thì trong phổi của chúng ta đó uh, phải thoát ra những cái hơi phải không cái hơi đó đi vào với những cái nước miếng trong miệng của chúng ta rồi nó đưa ra những cái droplets kính thưa quý vị người ta gọi là respiratory droplets đây là khi cái danh từ respiratory drop droplet thưa quý bị nó khác với nhiều cái danh từ chẳng hạn như là droplet nước nó khác rất là xa là respiratory droplets thưa vị có như là có thể nói tạm dịch là cái hô hấp những giọt nước mà hô hấp từ phổi của chúng ta đưa ra đó kính thưa vị nó có cái um, cái uh, cái size đó, khoảng từ 5 cho tới 10 microns kính thưa quý vị đó thì nếu mà là chỉ 5 tới 10 microns thôi đó thì nó thường thường nó dính với nước phải không quý vị thì nó không đi xa được có nghĩa là đi uh, theo những cuộc nghiên cứu ngày nay đó thì nó đi khoảng chừng là một mét thôi kính thưa quý vị một mét là khoảng chừng 3.28 feet vì lý do đó cho nên uh, người ta khuyên rằng đó uh, là chúng ta nên cách nhau 6 feet để mà tránh tình trạng có thể là truyền sang qua những cái respiratory droplets kính thưa quý vị nào khi chúng ta nói về droplet nước khai đó là những cái particles đó, đó nó rất là nhỏ uh, Nó chỉ ít less hơn là 5 microns kính thưa quý vị Mà khi nhỏ như vậy đó thì mới có cái nguy cơ là bị airborne kính thưa quý vị Airborne khác với droplets như thế nào? Droplets có thể nói là to hơn, nặng hơn và không đi xa được Còn uh, droplet nước khai kính thưa quý vị mới là airborne là tại vì nó nhỏ hơn, nhẹ hơn và đi rất là xa thì đúng như anh Joseph vừa chia sẻ đó các thưa quý vị là, là thường thường đó Khi mà một cái uh, chúng ta nói chuyện bình thường nếu những ai mà đang bị uh, mắc phải con virus Thì khi nói chuyện bình thường đó thì cái, 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 cái respiratory droplets có thể đi xa khoảng chừng một mét mà thôi Vì vậy cho nên tất cả mọi nơi đều bảo rằng là chúng ta nên cách nhau 6 feet Nhưng có một điều như vậy nữa các thưa quý vị Những ai nói chuyện quá lớn hay là những ai ho và những ai mà có thể nói rằng là, là nhà xì các thưa quý vị thì những cái respiratory droplets đó có thể đi xa 10 feet, 15 feet, 20 feet hay là xa hơn nữa Thì trong những trường hợp đó rất là nguy hiểm Kính thưa quý vị, trong những trường hợp đó 6 feet không xa đủ Để mà tránh cái tình trạng mà truyền sang qua những cái respiratory droplets Hiện nay có một số uh, nghiên cứu cho thấy rằng là những con COVID-19 này có thể là airborne cái thưa vị nhưng đó là cái tin tức mà chưa có kiểm chứng xác nhận rõ ràng được cho nên vì lý do đó cho nên chúng ta đỡ lo hơn là từ vì thật sự nếu mà nó là airborne thì rất là nguy hiểm và sáu feet sẽ không thể nào tránh được thì những cái phương pháp mà ngày nay trong cái giới y khoa um, đưa đến cho chúng ta và khuyên chúng ta nên làm cái gì thì thứ nhất là chúng ta nên thứ nhất là social distance có nghĩa là cách xa sáu feet và xa hơn nữa thì càng tốt giữa người và người phải không quý vị? cái điều thứ hai là quarantine có nghĩa rằng là chúng ta nên isolate không có đi xa đi những cái nơi mà có nhiều người và ở nhà phải không quý vị? và cái điều gần mới nhất đây là mọi người phải đeo cái mặt nạ khẩu trang kính thưa quý vị tại sao chúng ta cần phải đeo khẩu trang? À, đeo khẩu trang thì nhiều người nghĩ rằng tôi đeo vào để bảo vệ cho tôi không có bị những cái con siêu vi khuẩn à, xâm nhập vào cơ thể của mình phải không quý vị? nhưng thật sự ra đó đeo cái khẩu trang vào. Cái điều quan trọng hơn là để tránh cho chính mình đưa những con siêu vi trùng ra ngoài và lây cho những người khác đó là cái điều rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, một cái câu hỏi thắc mắc của nhiều người đó, khẩu trang có thể uh, tránh được những con siêu vi trùng chạy ra hay là chạy vào cơ thể của mình được hay không? Câu trả lời là được, kính thưa quý vị, vì những cái cuộc nghiên cứu cho thấy rất là rõ ràng là một con siêu vi trùng Covid 19 cái size của nó là từ 80 chục cho tới 120 nanometers Kính thưa quý vị Nanometers, nhiều người nghe nói nanotechnology thì mường tượng rằng nó rất là nhỏ phải không quý vị Nhưng mà nhỏ như thế nào? Quý vị cứ tưởng tượng đi Một micron thì bằng 1000 nanometers nha quý vị nha Đó thì cũng giống như chúng ta nói là ok 1 mét thì bằng 1000 mm gì đó nha Thì cái size của nó rất là nhỏ mà nhỏ là 80 cho tới 120 nanometers nhưng mà người ta nghiên cứu những cái khẩu trang mà medical grade, kính thưa quý vị Tuy rằng khẩu trang cũng có nhiều loại khác nhau, có loại chỉ một layers, có loại có ba layers, có loại có bốn layers Và những cái loại mà có thể nói rằng đó, ngày nay được coi là tốt nhất là N95, kính thưa quý vị Thì những cái khẩu trang đó, thông thường những cái lỗ thông của những khẩu trang đó, kính thưa quý vị Là chỉ 0.007 microns mà thôi, có nghĩa ra sao? mường tượng nói chung là cái size của con virus đó nó gấp 10 lần hơn cái lỗ của cái khẩu trang vì vậy cho nên nếu ai đeo khẩu trang thì an tâm rằng là sẽ tránh được những con virus có thể xâm nhập vào cơ thể của mình qua khẩu trang hay là từ từ bên trong của mình qua khẩu trang và đưa ra những người khác nhưng mà một điều nữa đó anh anh cho sẽ biết không là tại vì khẩu trang không thể nào mà nó siêu thái được đúng không? Yeah. Bác nào. sĩ có thể cho xem những cái mang hôm nay và câu hỏi cuối cùng trong đề tài này đó là mình mình dùng được bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu thì phải vứt đi, à. xài cái mới. <laughs> đúng rồi, câu hỏi cũng rất là hay và nhiều yeah. người cũng thắc mắc cái thứ vì một khẩu trang vì vị thấy có thể chúng ta có thể đeo vào mặt nạ phải không? Kéo lên, kéo xuống. Đây. để quý vị thấy rằng đó là có những cái lỗ ở trên, ở bên hông, ở dưới thì không thể nào mà chúng ta có thể nói là tránh không cho những con virus vào và ra phải không quý vị à, nhưng mà đeo vào vẫn tốt là tại vì những cái direct contact từ phía phía trước đưa vào thẳng vào người mình hay từ mình đưa ra phía ngoài đó nó được hạn chế rất là nhiều kính thưa vị đeo được bao lâu kính thưa vị nhiều loại khẩu trang thì có cái um, có cái cái sự khác biệt lẫn với nhau có những loại mà có thể re uh -huh. reusable được anh Joseph nhưng mà một cái khẩu trang gì chúng ta có thể đeo từ một tuần cho tới một tháng kính thưa quý vị tùy theo vào cái sự giữ gìn của chúng ta như thế nào Giống như một cái người đeo khẩu trang mà đang bị bệnh mà ho quá nhiều đi đúng không phải không quý vị mà khẩu trang là đầy còn những con siêu vi trùng hết thì lúc đó chúng ta nên à, như là bỏ và dùng những cái mới và à, thường xuyên hơn tức là dùng common sense để mình sử dụng nhiều ít và thấy nó nó không còn hiệu quả nữa thì nên xài cái mới À, và chúng tôi cũng nhắc quý vị đi chợ khi mà đeo vào đó Thì khi mình lên xe thì mình để ngồi xe Chứ mình đừng có mang vào trong nhà Tại vì mình sẽ chuyển, nếu mình có virus Trong cái khẩu trang đó mình sẽ chuyển vô nhà Thật ra khi đi chợ đó Đi chợ xong rồi để trong xe Cái khẩu trang hoặc là để ra hay Chỗ nào mà nó không phải trong nhà mình Nên nó không có uh, tiếp xúc với những người trong nhà Chứ không mình sẽ mang bệnh vào nhà Đó là một cái điều mà chúng tôi cũng khuyên quý vị Và uh, dĩ nhiên khẩu trang lúc này rất là khan hiếm À, và chúng tôi cũng thấy đây có một cái hand sanitizer thì một cái điều mà chúng tôi xin nhắc quý vị đó là càng giới hạn đụng vào những cái phần trên mặt mình á tức là tay mũi họng đồ này kia đó ít đụng thì nó cái nguy cơ để mình truyền lan đó ít hơn cho chính cá nhân mình thì nếu mà nó có dính trên tay mình sẽ dùng hand sanitizer và cố gắng bởi vì chúng ta đều ai cũng có những cái thói quen là gãi ngứa rồi đó chờ rồi xoa mặt rồi này kia thì mình phải giảm đi cái đó. Dạ vâng đúng như anh Joseph vừa chia sẻ kính thưa quý vị rằng đó là uh, những cái uh, sự transmission của những con siêu vi trùng này như thế nào có ba cách như chúng tôi có có nói nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm uh, là một cách thứ nhất rất là thường xuyên xảy ra là một cái người có con siêu vi trùng rồi nói chuyện hay là bị ho hay là bị nhảy ác xì kính thưa vị thì những cái respiratory droplets đó sẽ rơi xuống những cái nơi mà cái surface chẳng hạn như là trên cái chai chẳng hạn hay là trên cái mặt bàn mặt phẳng đó, đó và kể cả những cái nơi mà chẳng hạn như là trên elevators kính thưa vị như chúng ta bấm nút elevators đó, những con siêu vi trùng có thể nằm ở chỗ đó, chỗ đó chúng ta bước cửa vào một cửa tiệm nào mà chúng ta mở cửa ra hay là kéo cửa vào kính thưa vị trên cái 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 chỗ, chỗ đó có thể có những con siêu vi trùng thì cái điều quan trọng là những con siêu vi trùng đó là nó nằm ở những cái surface và khi chúng ta chạm vào đó thì chúng ta dùng thường thường dùng tay. Điều quan trọng là khi mà tay của chúng ta mà chạm vào bất cứ vật gì đó thì nên có thể nói rằng là phải rửa tay bằng nước và warm water kính thưa quý vị. Nước đây là phải nước ấm nha kính thưa quý vị. Nước ấm và soap khoảng chừng 20 giây. Và nếu tốt hơn thì có thể dùng những cái loại sanitizer chẳng hạn như là cái chai tôi cầm ở đây. Đây là một loại sanitizer mà có alcohol kính thưa quý vị. Chúng tôi thận trọng quý vị rằng đó là alcohol nó sẽ giết được những con um, siêu vi trùng phải không quý vị nhưng mà có hai loại mà chúng ta nên để ý khi quý vị mua bất cứ hand sanitizer nào thì nên để ý cái loại mà tốt là kêu bằng là ethanol hay là etho alcohol kính thưa quý vị thì mới là loại tốt mà chúng ta dùng không có ảnh hưởng tới làn da của chúng ta vì cái số lượng ethanol hiện nay rất là hiếm cho nên những nhà sản xuất ra những cái chai hand sanitizer như vậy này, kính thưa vị, họ dùng một cái loại dạng alcohol khác gọi là isopropyl alcohol. thì những cái loại isopropyl alcohol cũng đưa cũng giết được những con siêu vi trùng nhưng khổ rằng đó nó sẽ gây ra những cái contact dermatitis có thể là làm làn da của chúng ta khó chịu và bị irritation. thì khi mua một cái chai hand sanitizer chúng ta nên đọc nó là cái loại alcohol nào. nếu là ethanol hay là ethyl alcohol thì là tốt, chứ ethyl là E T H E Y kính thưa quý vị còn ethanol đó là E T H à ethanol uh, E T H A N O là cái loại ethanol kính thưa quý vị hai cái loại đó đều tốt nhưng cái điều mà cái mà xấu đó là cái isopropyl alcohol nha kính thưa quý vị thì nói về service còn cái điều thứ hai là có thể là respiratory droplets có nghĩa là khi một cái người bị bệnh um, nói chuyện ra hay là thở hay là hay là ho thì những cái droplet sẽ bay trên không khí và bay trên không khí như vậy đó thì người ta thấy rằng có thể sống con siêu vi trùng có thể sống được từ à, vài tiếng đồng hồ trên không khí kính thưa quý vị thì trong cái thời gian đó gần một người nào mà bị ho chúng ta nên thận trọng còn cái điều thứ ba là direct exposure có nghĩa là khi mà người ta ho mà vào cơ thể của mình thì một trong hai điều sẽ xảy ra một là chúng ta sẽ được hồi phục sau khi cái con covid 19 này xâm nhập vào cơ thể của mình còn hai là chúng ta có thể tử vong vì nó, kính thưa quý vị, thì điều này rất là quan trọng. Vâng. Chúng Đó. tôi sẽ hỏi thêm bác sĩ về đề tài này. À, trước tiên chúng tôi xin cập nhật một số thông tin. Tổng thống Donald Trump đã chính thức ra lệnh là tiếp tục uh, tự cách ly hoặc là uh, chúng ta stay at home, stay in place trong vòng một tháng nữa từ đầu tháng Tư cho tới hết cuối tháng Tư thay vì 15 ngày trước đây ông đã ra lệnh uh, To slow the spread, 15 days to slow the spread, spread tức là 15 ngày để làm chậm lại cái cuộc phát triển lây lan của coronavirus Thì bây giờ đã gia hạn thêm 30 ngày nữa Điều thứ hai là tiểu bang California chúng ta cũng uh, phải gia hạn cái thời gian đó Và thống đốc uh, Gavin Newsom đã thông báo tối hôm qua uh, Khắp cái tiểu bang California cũng vài ngàn ca và ít nhất là 200 người tử vong Ngay riêng tại quận Cam chúng ta trên 500 người bị nhiễm và 10 người đã tử vong Khắp nước Mỹ thì trên 200.000 người và trên uh, uh, 5.000 người tử vong À, nhiều nhất là ở new york gần một nửa người tử vong ở new york và khắp à, toàn, trầu, toàn cầu thì đã tr trên dưới một triệu người bị nhiễm và số tử vong đã lên vượt khỏi con số 50.000 người à, nhiều nhất ở italy và tới spain rồi tôi mới tới uh, hoa kỳ và trung quốc à, về cái con số người đã tử vong cho nên cái bệnh dịch này nó rất là nghiêm trọng và đã có nhiều người bị thất nghiệp cũng như thị trường chứng khoán trao đảo và quý vị thấy là những cái tiền stimulus về trợ giúp cho kinh tế cũng chưa đến tận tay và cũng vài tuần nữa mà quý vị mới nhận được những cái tấm phiếu gửi tới nhà những cái check và đây cũng là một cái biện pháp tạm bỡ mà thôi bây giờ đề tài này là đề tài chính mà chúng tôi mời bác sĩ Phong lên bởi vì khi chúng ta nói là có những ca tử vong tại quận Cẩm thì chắc chắn chúng ta sẽ biết những người và kể cả thân nhân chúng ta phải nằm trong cái trường hợp nguy kịch thì chúng tôi sẽ hỏi bác sĩ Phong hai điều thứ nhất những trường hợp nào cần phải nhập viện và thứ hai khi đã nhập viện mà trầm trọng mà đã dùng máy trợ thở thì chuyện gì xảy ra dạ vâng câu hỏi này có thể nói là một cái sự thắc mắc của rất là nhiều người thưa quý vị là tại vì trong cái đại dịch này thì uh, nếu chúng ta không bị thì những người xung quanh uh, trong gia đình hay là bạn bè uh, đã có người đã bị nhiễm Covid-19 rồi kính thưa quý vị. Uh, thì khi bị nhiễm Covid-19 như vậy đó thì chúng ta nên cần biết những điều gì và những lúc nào thì chúng ta cần phải vô nhà thương. Uh, những cái cuộc nghiên cứu cho tới ngày hôm nay kính thưa quý vị uh, cho thấy rằng là nếu chúng ta bị Covid-19 nhiễm vào người đó thì 80% kính thưa quý vị 80% số người đó chỉ có những cái triệu chứng gọi là mau To moderate symptoms thôi Có nghĩa rằng đó, là phần đông Là chỉ bị nóng, sốt, bị ho Rồi xong rồi nó sẽ Nó sẽ hết kính thưa quý vị 14% sẽ ở cái tình trạng gọi là severe Severe có nghĩa rằng là chúng ta Có thể nói là nóng hơn, nhiệt độ có thể lên 102 uh, Ho nhiều hơn kính thưa quý vị Và người cảm thấy nhức mỏi uh, Mỏi mệt, nhức đầu kính thưa quý vị uh, Và cảm thấy khó, rất là khó chịu Phải không quý vị uh, Và chỉ có 5% kính thưa quý vị gọi là critical condition, có nghĩa là ở một cái giai đoạn mà rất là nguy hiểm cho tánh mạng thì 5% đó chắc chắn là phải vào nhà thương để có những cái sự hỗ trợ của những người bác sĩ, những cái máy hô hấp nhân tạo để mà giúp cho cái người bệnh nhân đó thở, kính thưa quý vị. Nhưng tuy nhiên, bình thường nếu chúng ta biết mình bị nhiễm COVID-19 mà chỉ bị những cái triệu chứng bình thường thôi thì cũng không nên đến nhà thương à, là tại vì có thể nói rằng con siêu vi trùng chỉ hoành hành trong cơ thể của chúng ta chỉ trong vòng một tháng mà thôi kính thưa quý vị lý do đó là lý do tại sao mà tổng thống trump bảo rằng là bây giờ chúng ta nên cắt ly trong vòng một tháng có nghĩa rằng nó là 14 ngày đầu tiên từ 2 cho tới 14 ngày đó là incubation period là cái thời gian khi những con virus xâm nhập vào cơ thể của chúng ta cần có khoảng chừng 2 cho tới 14 ngày để chúng ta bắt đầu phát xuất có những triệu chứng rồi xong rồi sau khi chúng ta có triệu chứng rồi kính thưa quý vị thì cái bệnh của con uh, những cái bệnh mà triệu chứng mà gây ra do con COVID-19 đó, nó sẽ kéo dài từ 7 cho tới 14 ngày mà thôi trung bình nha kính thưa quý vị có những trường hợp có thể kéo dài hơn tới 3 tuần là 21 ngày hoặc là xa hơn nữa. Nhưng mà quý vị thấy 14 ngày cộng 14 ngày là 28 vì lý do đó cho nên cái guideline nói rằng là chúng ta nên cách ly bây giờ là một tháng có nghĩa là, là sẽ bảo vệ nếu cái người nào bị COVID-19 rồi xâm nhập vào cơ thể thì một trong hai điều xảy ra như chúng tôi vừa chia sẻ người ta sẽ lành bệnh và sẽ có những cái cái kháng thể chống lại những con siêu vi trùng đó và người ta sẽ khỏe lại phải không quý vị còn một số người kia khi bệnh nặng và có triệu chứng đó mà nên nhớ rằng những ai có những triệu chứng nặng chẳng hạn ho thiệt là nhiều và khó thở kính thưa quý vị đó là những triệu chứng có thể nói rằng là nặng nề và cần phải có sự chú ý của cái người bác sĩ hay là vào nhà thương để mà chữa trị trong 5% phần trăm số người mà bị À, những triệu chứng mà critical đó kính thưa vị thì cần phải có cái máy hô hấp nhân tạo để mà giúp người ta thở lý do là tại sao là tại vì con covid 19 này nó có những cái proteins kính thưa vị mà quý vị vừa thấy tin news nói cái là nó có giống như cái đầu xỉa ra khi bằng cái spike tới vị đó là những cái proteins mà những cái proteins đó nó có cái affinity có nghĩa là nó chỉ nhắm vào những cái nơi nằm trong cái phổi của cái con người của chúng ta và cái receptors mà nó bay vào đó nó dính vào đó nó là ACE2 và đó rất là nguy hiểm là tại vì những receptor đó nằm ở phía sâu ở phía trong cái bộ của cái phổi của con người thì khi virus vào đó xâm nhập vào đó sẽ làm phá vỡ những cái lining trong cái phổi của mình và vì đó cho nên người bệnh nhân sẽ có nước trong cái phổi và rất là khó thở thì trong những trường hợp đó chúng ta không thể nào thở được nếu mà bị trường hợp critical thì phải cần có cái máy hô hấp nhân tạo để mà thở cho chúng ta nhưng một dạ. điều á dạ, dạ nhưng một điều quan trọng rằng kính thưa quý vị thì ngày nay quý vị nghe thấy rằng đó là những cái máy hô hấp nhân tạo đó là là nói là nhu cầu rất là cao thì đúng như vậy kính thưa quý vị à, và những, gây ra rất là nhiều um, cái sự nói là thiếu thốn của những cái máy hô hấp nhân tạo thì cái vấn đề là ai sẽ được xài và ai không được xài thì đó là một cái vấn đề có thể là cũng là một vấn đề nan giải cho vâng. cho nước mỹ bây giờ à, thưa quý vị đó là đề tài chúng tôi mời bác sĩ phong nói về những cái trường hợp và critical condition thì uh, chúng ta phải chuẩn bị vì uh, Anthony Fauci là viện trưởng của viện phòng chống bệnh dịch đã thông báo rằng có thể từ 200 đến 250 ngàn người dân Hoa Kỳ sẽ thiệt mạng đến cái cao điểm của đại dịch này và có thể nhiều hơn hoặc cũng có thể ít hơn. Còn do cái sự chấp hành những cái lệnh cách ly, lệnh ở nhà vân vân của chính quyền đưa ra thì đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân chúng ta ý thức được. À, để mà lo cho à, chính cá nhân chúng ta và những người chung quanh chúng ta và đặc biệt à, câu hỏi cuối cùng cho bác sĩ phong hôm nay là à, trường hợp nào mà khi một bệnh nhân đã dùng máy trợ thở những máy hô hấp rồi đó và không còn triển vọng để mà phục hồi có thể từ sau năm ba ngày một hai tuần lễ và họ không có những cái triển vọng mà trong khi máy hô hấp ventilator càng ngày càng thiếu hiếm thì phải dùng cho những người khác có khả năng để mà vượt qua bệnh nhiều hơn thì cái quyết định cuối cùng đó là do ai? Dạ vâng, cái câu hỏi đó có thể nói rằng là rất là thông thường xảy ra trong những cái ngành y tế kính thưa quý vị là khi một cái người bệnh nhân đến một cái giai đoạn cuối cùng trong cuộc sống của họ rồi đó. À, và người bác sĩ là những người chuyên môn để mà biết được là như thế nào là giai đoạn cuối cùng và không có cái cơ hội để mà hồi phục đó thì uh, nên giải quyết như thế nào đây là một cái dilemma mà có thể nói rằng là là luôn luôn xảy ra và luôn luôn sẽ có hai phía một phía là bảo rằng đó là mình thì bị hạn chế bởi những cái dụng cụ uh, bởi những cái, uh, cái resources cho nên uh, thì nên dùng cho những ai mà cần Uh, còn những ai mà đến cái thời gian mà không cứu vãn được thì cũng nên cho người ta ra đi kính thưa quý vị nhưng mà mặt kia đó là lại có những cái family members những cái người gần gũi uh, thì luôn luôn chúng ta có cái sự đối chọi với nhau thì đó là trường hợp hiện tại ngày hôm nay là tại vì máy hô hấp nhân tạo thì rất là ít số người bị nhiễm covid 19 thì càng ngày càng gia tăng và nhiều người gia tăng như vậy đó thì chắc chắn rằng cái số người bị critical condition mà cần phải có máy hô, hô hấp nhân tạo đó thì càng ngày sẽ càng lên nữa phải không quý vị thì tới một cái điểm nào đó sẽ không đủ những cái máy hô hấp nhân tạo đó thì đây là một cái quyết định mà có thể nói rằng đó uh, sẽ là từ ba phía là tại vì anh joseph biết không là ngoài bác sĩ ra những người mà có sự hiểu biết về cái uh, sức khỏe của con người uh, tới một cái giai đoạn nào gọi là không cứu vãn được nữa mặt thứ hai là đối với những người trong gia đình có thương tiếc những người ra đi phải không quý vị và cái wish của cái người bệnh nhân nữa phải không quý vị nhưng mà có một cái quan trọng hơn nữa đó là có thể nói là politics and, uh, and joseph cái đó là một cái vai trò rất là uh, lớn trong cái vấn đề quyết định rằng đó ai sẽ là cái người uh, sẽ được tiếp tục dùng cái máy hô hấp nhân tạo và ở cái thời điểm nào có thể nói rằng là đúng nhất để chúng ta có thể nói rằng là nên để những cái mai hô hấp nhân tạo đó cho những người cần thiết hơn và có thể cứu được giữ được mạng sống của những người đó hơn kính thưa quý vị. Bạn cảm ơn bác sĩ Phong và chúng tôi xin nhắc quý vị là trong ngành y khoa thì các bác sĩ phải tuyên thề hứa là về Hippocratic Oath do no harm, không bao giờ hại ai hết. Và chúng tôi thấy bác sĩ Phong cũng là một bác sĩ một lương y như từ mẫu là đã đưa ra những cái lời khuyến cáo và trong cái tinh thần giúp đỡ đóng góp phục vụ cộng đồng ông ta vẫn tiếp tục đến với quý vị đồng hương và kể cả tới tặng nhà như chúng tôi thấy anh make house call Đấy, là bác sĩ <laughs> gia đình của chúng tôi đến tặng tặng những cái khẩu trang là những cái chai về vệ sinh đi sinh phát tên này rất là quan trọng và rất là cảm ơn bác sĩ Phong tiếp tục phục vụ cộng đồng chúng ta và xin nhắc quý vị rằng cái quyết định cuối cùng quý vị tôn trọng cái cái lời nguyện của cái người bệnh nhân trước khi họ không còn được quyết định nữa à, thứ hai nữa là do cái lương tâm của chính cá nhân và gia đình của quý vị bàn với nhau và cũng nên nhờ vào các lãnh đạo các tôn giáo các vị lãnh đạo tinh thần để hướng dẫn quý vị à, có một cái quyết định sáng suốt và là phù hợp với lương tâm và tôn giáo của quý vị mọi vấn đề chính trị thì miễn bàn vì chính trị thì nó rất là rối à, trong lúc này đặc biệt là cái quyết định ai sống ai chết à, từ cấp uh, liên bang xuống tiểu bang mọi người đều phải tự vấn là làm đúng theo lương tâm như thế nào à, chúng tôi xin chúc quý vị nhiều sức khỏe và có lẽ sẽ mời bác sĩ phong trở lại trong những chương trình tiếp để chúng ta còn bàn thêm về cái đại dịch này và cái sự ảnh hưởng đối với cộng đồng chúng ta rất trực tiếp và uh, rất là uh, uh, khẩn cấp khẩn trương trong lúc này Dạ vâng, cảm ơn anh Joseph đã cho chúng tôi cái cơ hội ngày hôm nay để mình chia sẻ cùng quý vị về những cái thông tin cần phải biết về Covid-19. Cũng sẵn đây, kính thưa quý vị, vì chúng tôi biết rằng đó là đeo khẩu trang vào thì sẽ bảo vệ cho chính mình và những người xung quanh để mà tránh cái đại dịch Covid-19 này. Vì lý do đó chúng tôi có liên lạc với một số trung tâm y tế, kính thưa quý vị, để mà tặng cho tất cả quý vị nào trong cộng đồng. Nghĩa là first come first serve, nghĩa là Uh, dụng cụ thì bị giới hạn kính thưa quý vị khẩu trang cũng bị giới hạn luôn cho nên nếu ai mà có nhu cầu cần một cái khẩu trang y tế thì có thể liên lạc với chúng tôi thì chúng tôi sẽ chỉ cái nơi mà quý vị có thể đến lấy free không tốn tiền kính thưa quý vị và khi đến thì nên nhớ rằng đem theo cái ID để mà là tại vì cái số lượng thì có giới hạn cho nên không không thể nào một người mà mà cho nhiều lần quá được là không đủ phải không quý vị bác cho sĩ có thể, thể cho được số điện thoại không ạ Dạ vâng, uh, nếu quý vị uh, có cái nhu cầu đó Thì xin uh, đến uh, trung tâm UMC Medical Clinic Kính thưa quý vị Nằm ở ngay góc đường Euclid uh, Và đường um, Warner Kính thưa quý vị uh, Có thể nói là đối diện với uh, nhà thương Fountain Valley đó Thì số điện thoại ở trung tâm UMC là 714-263-0557 Kính thưa quý vị Và nên nhớ rằng khi quý vị đến đó Thì uh, nên đem theo cái ID À, để mà uh, nhân viên ở đó có thể là lấy cái ID xong rồi sẽ tặng cho quý vị một cái khẩu trang uh, mà không cần uh, tốn tiền như kính thưa vị nha. Nhưng mà chúng tôi xin nhắc rằng đó là, là tại vì số lượng thì có giới hạn cho nên first come first serve ai tới sớm thì sẽ được. Còn nếu mà tới trễ mà lỡ quý vị tới mà không còn nữa thì uh, xin miễn tình tha thứ là tại vì uh, chúng tôi cũng muốn giúp nhưng mà sự giúp đỡ cũng có giới hạn và chúng tôi sẽ uh, tiếp tục kêu gọi những trung tâm y tế khác. Uh, nếu À, có khả năng và có điều kiện thì cũng nên cống hiến cho cộng đồng của chúng ta một cái khẩu trang cho mỗi người, ít nhất là một khẩu trang cho mỗi người để chúng ta có thể nói là tránh những con Covid-19 xâm nhập vào cơ thể của mình và quan trọng hơn là tránh nếu ai bị bệnh, tránh những con Covid-19 đó đưa ra phía ngoài và lây cho người khác thưa quý vị. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Hồng Phong và tôi là Châu Đô Vinh điều hợp chương trình Vietface của chúng ta. Nếu quý vị cần liên lạc với Châu Đô Vinh số phone tôi là 714 548 8289 xin hẹn quý vị trong chương trình tới xin kính chào